Hôm nay test đôi loa Sansui cổ à, con này Ekang lưới quây bốn mặt luôn. Lưới quây bốn mặt đấy. Con này là kích thước chiều cao này. 1, 2, con này chiều cao 60, chiều cao 40, ngang 40, sâu 40. Ekang tất cả bốn mặt, dòng loa Sansui cổ FS2. Đôi này có mức giá là 10 triệu 9. Mời quý vị đến với bảng test, em test trực tiếp từ điện thoại vào để tránh mở tivi bởi liên quan đến nhiều cái nó có hình ảnh bản quyền. Sang với giọng ca của Phương Anh. Sansui FS2 dòng loa cổ à, con này lưới quây bốn mặt luôn ạ. Em quay gần cho bác xem lưới quây bốn mặt à, mới về đã rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn cho các bác. Lưới quây bốn mặt hết ạ, chưa à, con này có volume tinh chỉnh giải tép giải trung ở phía dưới, ở bên trong được thiết kế với lại hai loa bát một loa tép, hai loa bát một loa tép ở bên trong hai bát. Hàng rất là đẹp luôn, còn em còn chưa lau bụi này các bác nhìn này. Đấy em chưa lau bụi về nữa, em mà lau nó còn đẹp nữa, cứ để nó phong trần này cho dễ. À, bắt đầu có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169 961.